Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời khi xem video này. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nhận những tin tức mới được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn sẽ đến với những tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Thông tin đầu tiên, huấn luyện viên Park nhận tin dữ từ chấn thương của Hoàng Đức. Nỗi ám ảnh về chấn thương đeo bám tiền vệ Hoàng Đức khi mà mới đây bác sĩ có kết quả chẩn đoán. Theo đó, tiền vệ tài năng này dính chấn thương rách cơ đùi, buộc phải nghỉ ít nhất 2 tuần. Từ vòng 9, Hoàng Đức không thể chơi trọn vẹn ở trận đấu gặp Viettel trên sân nhà. Khi ấy, anh rời sân ở hiệp 1 nhưng khá may mắn, thế trận đã an bài bởi Viettel ghi 3 bàn vào lưới Hải Phòng. Ở chuyến làm khách của Sông Lam Nghệ An, Hoàng Đức không thể ra sân. Viettel tiếp tục nhận điểm gỡ khi Quế Ngọc Hải bị lật cổ chân. Cả hai cầu thủ này sẽ phải nghỉ hết giai đoạn 1 V-League 2020. Cả Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải đều là trụ cột của những vị trí họ thi đấu. Thiếu Hoàng Đức, lối chơi tấn công của Viettel kém mượt mà và sáng tạo đi trông thấy. Còn Quế Ngọc Hải, dù không đạt phong độ cao, nhưng không ai trên ghế dự bị đủ sức thay thế vai trò của anh. Lúc này giải vô địch quốc gia đang đi đến hồi gay cấn, Viettel đã vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng V-League. Tuy nhiên, họ cần giữ phong độ này để có vị trí tốt khi bước vào giai đoạn 2, thời điểm dành cho những đội tranh ngôi vô địch. Chấn thương của hai trụ cột sẽ khiến huấn luyện viên Park phải lo lắng. Hoàng Đức là một trong những tiền vệ được ông Park kỳ vọng sẽ có bước đột phá ở mùa giải này và có thể chen chân vào đội hình chính thức của đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sự phát triển của Hoàng Đức thường gián đoạn vì những chấn thương xảy đến liên miên. Ở vòng 11, Viettel tiếp đón SHB Đà Nẵng trên sân nhà. Trận đấu diễn ra lúc 19h15 phút ngày 23 tháng 7 tới đây. Indonesia lập kế hoạch đặc biệt trước trận gặp Việt Nam. Chiều ngày 21 tháng 7, tuyển Indonesia thông báo danh sách 29 cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia. Dù dịch bệnh tại Indonesia chưa được kiểm soát, nhưng Liên đoàn bóng đá nước này cho rằng đội tuyển quốc gia Indonesia cần sớm bước vào giai đoạn chuẩn bị với các điều kiện an toàn nghiêm ngặt riêng. Chiều ngày 21 tháng 7, 29 cầu thủ đã nhận được thông báo từ Liên đoàn lên tập trung đội tuyển trong một đợt tập huấn đặc biệt kéo dài từ 23 tháng 7 đến ngày 8 tháng 8 ở trung tâm Madja, Jakarta. Huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ quay trở lại Indonesia tối ngày 22 tháng 7 sau thời gian dài nghỉ phép ở Hàn Quốc. Thậm chí chủ tịch PSSI phải sử dụng biện pháp mềm mỏng để thuyết phục ông quay trở lại làm việc. Ngày 24 tháng 7, các thành viên được xét nghiệm COVID-19. Thông qua đợt tập huấn này, huấn luyện viên Shin Tae-yong muốn tìm ra những nhân tố xuất sắc để xây dựng đội tuyển Indonesia hướng đến các mục tiêu xa trong tương lai. Các mục tiêu trước mắt là vòng loại World Cup 2022 và trọng tâm là AFF Cup 2020. Ngoài những gương mặt mới, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn điền tên một số cầu thủ quen thuộc, Evan Dimas, người từng dính chấn thương khi va chạm với Văn Hậu, hay Os Van der Hey, Jun Fiandi, Spasojevic. Indonesia quyết tâm với các kế hoạch trong tương lai. Họ sẽ đồng hành với chiến lược gia Shin Tae-yong trong các mục tiêu của mình. Ông Shin Tae-yong từng dẫn dắt tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2018. Chủ tịch PSSI Irawan từng đề cao huấn luyện viên Shin Tae-yong hơn huấn luyện viên Park Hang-seo trong một bài đăng trên trang cá nhân. Những phát biểu này càng làm cuộc đối đầu giữa hai nhà cầm quân đồng hương Hàn Quốc tại sân Mỹ Đình tháng 11 tới đây trở nên nóng bỏng. Gặp khó đủ đường, bao giờ Văn Hậu mới về giải cứu Hà Nội FC? Do bị vướng mắc về thời gian, Văn Hậu không thể sớm trở về Việt Nam để góp sức cùng với Hà Nội giành kết quả tốt nhất tại V-League 2020. Trên bảng xếp hạng V-League 2020, sau 10 vòng đấu, Hà Nội FC đang đứng thứ 6 với 15 điểm. Đây là vị trí không hề tương xứng với đẳng cấp cũng như là tham vọng của nhà đương kim vô địch. Theo quy định của ban tổ chức, mùa giải năm nay chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm 13 vòng đấu, sau đó giai đoạn 2 bắt đầu với sự phân chia làm hai nhóm. Nhóm 8 đội dẫn đầu ở giai đoạn 1 thi đấu vòng tròn một lượt để tranh ngôi vô địch. Nhóm 6 đội đứng cuối bảng sẽ đấu vòng tròn một lượt để tranh vé trụ hạng. Đáng chú ý, điểm số ở giai đoạn 1 sẽ được bảo lưu cộng vào các vòng đấu của giai đoạn 2. Với 15 điểm hiện có, Hà Nội FC hiện kém đội đầu bảng Sài Gòn FC tới 10 điểm. Và lúc này, họ chỉ hơn các đội xếp thứ 9, thứ 10 là SHB Đà Nẵng và Sông Lam Nghệ An 3 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu không chơi tốt ở 3 vòng còn lại, Hà Nội FC rất có thể bị nới rộng khoảng cách điểm số trong cuộc đua vô địch hoặc tệ hơn là bị đánh bật khỏi top 8. Thực tế, việc Hà Nội FC sa sút không phải ngẫu nhiên. Do quá nhiều trụ cột chấn thương hoặc sa sút phong độ, đội bóng thủ đô có nhiều trận đấu gây thất vọng. Trong thời điểm khó khăn, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bày tỏ mong muốn Văn Hậu sớm trở lại để tăng cường sức mạnh cho đội bóng. Do SC Ronvin không tiếp tục mượn Hậu ở mùa giải tới đây, cầu thủ chạy cánh được kỳ vọng tiếp tục giúp Hà Nội giải quyết bài toán cả công lẫn thủ bên cánh trái hoặc thậm chí là vị trí trung vệ.
Nhưng Hà Nội FC phải đối diện với vướng mắc không nhỏ với Văn Hậu. Do không có thực tiễn thi đấu tại Hà Lan nhiều tháng qua, Hậu chỉ tập chay, chưa thể khẳng định anh có phong độ như thế nào khi trở lại Hà Nội FC. Ngoài ra, Văn Hậu hiện đang ở Pháp, không thể sớm về Việt Nam do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo kế hoạch, ngày 1 tháng 8, Hậu bay từ Pháp về Việt Nam, chuyến bay hạ cánh ngày 2 tháng 8. Sau đó Hậu thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định của chính phủ. Do đó, đến ngày 17 tháng 8, Hậu mới có thể tập luyện cùng các đồng đội ở Hà Nội FC. Kỳ chuyển nhượng giữa mùa bắt đầu từ 21 tháng 7, kết thúc 17 tháng 8. Hà Nội FC có thể đăng ký tên Văn Hậu vào danh sách ngay từ bây giờ. Nhưng trên thực tế, họ không thể sớm có sự phục vụ của anh. Nếu Hà Nội FC giữ được vị trí trong top 8, Hậu chắc chắn bỏ lỡ trận đầu tiên của giai đoạn 2 diễn ra các ngày 14-15 tháng 8. Như vậy, Hậu chỉ có thể chơi tối đa 6 trận cho Hà Nội FC tại giai đoạn 2 V-League 2020. Ngoài ra, Hậu có thể đá trận tứ kết Cúp Quốc gia 2020 với Hà Nội vào ngày 28 tháng 8. U19 Việt Nam tranh vé đến U20 World Cup ở vùng hẻo lánh. U19 Việt Nam sẽ tìm vé đến U20 World Cup thông qua việc tranh tài ở giải U19 châu Á tại thành phố nhỏ của Uzbekistan. AFC vừa công bố các địa điểm thi đấu chính thức của giải U19 châu Á 2020. Giải đấu này diễn ra tại ba thành phố của Uzbekistan, Tashkent, Omanlip và Namangan. U19 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đội Saudi Arabia, Australia và Lào. Dù thi đấu ở thành phố nhỏ, nhưng U19 Việt Nam có thuận lợi nhất định khi không phải di chuyển ở lượt trận cuối cùng của bảng C. Cả ba trận đấu của U19 Việt Nam ở vòng bảng diễn ra trên sân Nabahor Central có sức chứa 20.000 chỗ ngồi. Bảng đấu của U19 Việt Nam được tổ chức ở thành phố Namangan, sát phía cực đông của Uzbekistan, biên giới với Kyrgyzstan chỉ 30 km. Thành phố này cách thủ đô Tashkent của Uzbekistan hơn 300 km, là địa điểm xa trung tâm Uzbekistan nhất trong các thành phố tổ chức U19 châu Á năm nay. Để chuẩn bị vòng chung kết U19 châu Á 2020, tuyển U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Philippe Chaussier có sự chuẩn bị từ sớm với hai đợt tập trung ngắn hạn liên tiếp hồi tháng 6 vừa qua. Phù thủy trắng người Pháp đồng thời cũng lên kế hoạch rất kỹ lưỡng với nhiều đợt luyện quân từ nay cho đến tháng 10, triệu tập nhiều cầu thủ khác nhau cho mỗi đợt để tuyển chọn lực lượng mạnh nhất. Theo công bố của FIFA, châu Á sẽ có tổng cộng 5 suất vé tham dự vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2021. Ngoại trừ Indonesia được đặt cách vào thẳng trên cương vị là quốc gia đăng cai tổ chức, 4 suất vé còn lại được xác định sau cuộc đua tại vòng chung kết U19 châu Á 2020. Indonesia được vào thẳng vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2021, nên trong trường hợp đội bóng xứ vạn đảo lọt vào bán kết U19 châu Á 2020, AFC sẽ phải tổ chức thêm vòng playoff để trao suất vé thứ 5 cho một trong 4 đội thua tại tứ kết. Giải U19 châu Á 2020 diễn ra từ 14 tháng 10 đến 31 tháng 10 tới đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Nếu thấy hay thì hãy like và share video. Và đừng quên click vào nút đăng ký kênh để nhận những video hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.